Nếu như mà anh chị đang tìm một con xe bán tải để vừa đi gia đình vừa phục vụ công việc thì đây là một trong những cái con xe khá là bán chạy và phổ biến tại thị trường Việt Nam. Thì nếu như mà anh chị đã tìm hiểu về dòng bán tải thì anh chị sẽ biết dòng Mitsubishi Triton này đúng không? Và đây là một chiếc xe được sản xuất vào năm 2022 với form dáng cực kỳ là đẹp luôn cả nhà mình ha. Con này được mệnh danh là bán tải bền bỉ, nó có thể đặt lên màn cân và nó nhỉnh hơn các con xe khác luôn nha cả nhà ha. Và đây là chiếc Mitsubishi Triton bản Alex đời 2022 và nó là model 2023 cả nhà. Con này được dán một bộ đề can khá là đẹp luôn ha. Xe này thì của em là phiên bản hai cầu cao cấp nhất luôn đó cả nhà. Đây, em sẽ đi một vòng cho quý anh chị cùng xem. Với những cái chiếc xe bán tải như thế này thì anh chị mua về để mà mình chở hàng rất là hợp lý luôn ha. Hoặc là mình có thể đi camping nè, abroad đồ này nọ với một cái con xe như thế này rất là tốt luôn. Và xe này thì cũng là pháp lý cá nhân, một chủ sử dụng từ đầu và biển số của nó là tại 63 nha cả nhà nhé. Ở sau nè, chị có thể thấy ha, có cái phần cảm biến da ở sau, có cam lùi ở sau và cũng như là có cam 360 luôn đó. Em sẽ đi một vòng xung quanh cho anh chị xem và sau đó thì em sẽ vào đánh giá chi tiết luôn nha cả nhà. Thì em hiểm thấy cái dòng Mitsubishi Triton này hồi nãy em lái thì nó có cho em một cái cảm giác rất là đầm chắc luôn. Đèn pha này khá là mới nha, bởi vì nó là đời 2022 và nó đi cũng mới hơn 3 vạn một chút xíu thôi cả nhà nha, hơn 3 vạn một chút xíu, cụ thể là 3 vạn 3 ha. Ở đầu xe mình cũng có phần cảm biến góc xe nè, rồi có các cái camera 360. Con này thì anh chị lấy về anh chị có thể lên một số món đồ chơi cho em nó để cho nhìn nó hầm hố hơn ha. Nhưng mà thật ra thì cũng không cần bởi vì nó cũng đẹp sẵn rồi. Đây là lốp xe của em nó đây cả nhà. Đó anh chị có thể thấy lốp cũng còn rất là dày và lốp là zin theo xe tuần thứ 18 của năm 2022. Đây là phía bên trong lòng về nè. Đó anh chị có thể thấy cái phần nhựa ba gà sóc đồ cũng còn khá là mới ha. Xe này thì bên em Việt đã kiểm tra các tình trạng cho anh chị rồi nha. Kính là cũng là kính zin nha cả nhà ha. Các mép nối của cửa với thân xe nè, cũng như là gương gập điện chỉnh điện tích hợp với đèn báo rẽ cam 360, rồi có cả về che mưa cho quý anh chị luôn. Tay nắm cửa thì chúng ta cũng được được ốp rồi, cũng như là có chìa khóa thông minh Smart Key tích hợp vô, rồi có bệ bước chân cho quý anh chị luôn ha. Xe này thì keo chỉ bên em đã kiểm tra đủ tất cả các cái hạng mục cho anh chị và ngoài ra thì sẽ bao cho anh chị chết hãng luôn ha. Đây anh chị thấy nè, các cái đinh bấm còn rất là đẹp luôn. Ốc cũng còn một ít cái dấu sơn của nhà máy nha, ốc chưa có tháo mở gì cả. Đây tắp bi tắp ly nè, rất là nhiều chi tiết được bọc da luôn, rất là mới ha. Con này là chị xem nè, ghế là ghế da có các cái lỗ thông hơi luôn ha. Và bên tài của chúng ta thì cũng có ghế chỉnh điện cho quý anh chị luôn. Vô lăng thì mình cũng có trang bị cái bọc vô lăng, đây là cái tấm bảo dưỡng hãng nè, con này là bảo dưỡng full lịch sử hãng cả nhà mình ha, bảo dưỡng full lịch sử hãng luôn. Và đây các cái phím bấm này chị cũng có thể thấy có ga tự động, rồi cũng như là có lẫy số trên vô lăng. Màn hình đây là màn hình gì đây, màn hình Winca thì phải à. Đó rồi là hộp số tự động hai cầu và con này là phanh tay chưa có phanh điện tử ha, phanh cơ ha. Đó, anh chị thấy dán phim cách nhiệt loại tốt toàn thân xe. Và ngoài ra thì mình cũng có luôn cả đề nổ start stop cho quý anh chị nè, đây là thảm sàn nha. Cũng như là chị thấy đây, con xe này thì không có tình trạng hoen gỉ hay là ngập nước gì cả, cho nên khi mà chị mua xe bên em thì chị cứ yên tâm về chất lượng nha. Con này thì là nhập Thái cả nha. Đó con này nhập Thái, đây là cái cánh cửa phía sau này nha, ốc chưa tháo mở luôn. Và hàng ghế phía sau thì anh chị có một cái nỗi lo, đó chính là đi xe bán tải thì ngồi nó dễ bị mỏi lưng á, nhưng mà không sao, cái độ nghiêng của con này cũng khá là phù hợp cho quý anh chị nào mà đi đường dài luôn ha. Đó con này là sơ cua là cũng zin theo xe luôn nha cả nhà. Mitsubishi Triton bản Alex cũng như là đây đèn đóm rồi này nọ của chúng ta là còn nguyên zin limited. Đó, rồi có cảm biến da, có camera lùi cho quý anh chị luôn. Ấy da, hơi nặng một chút xíu. Đây, đây là cái thùng xe. Anh chị cũng có thể bỏ thêm các cái như là nắp thùng cuộn tự động rồi này nọ nè. Đó. Và bây giờ em sẽ cúi xuống cái gầm cho anh chị xem cái gầm của con xe này nhé. Và bên em thì sẽ đảm bảo cho anh chị tất cả các tình trạng là xe không có bị đâm đụng nha. Xe nguyên zin. Đó, anh chị có thể check bất kỳ nơi nào, kể cả bên thứ ba hoặc là kêu thợ tới bên em. Bên em có cầu nâng sẵn cho quý anh chị luôn và cũng như là bao anh chị khách hàng luôn ha. Đây, có về chấn bùn cho cả nhà mình.
cũng như là đây là khung gầm của em nói nè anh chị. Chị có thấy một cái con Mitsubishi là một con xe mà người ta đi đi công trình rồi nọ khá là nhiều. Tuy nhiên thì con này không có đi mấy, và nó hầu như nó không đi công trình hoặc là đi đâu xa luôn cả nhà. Cho nên anh chị cũng có thể thấy chất lượng xe khá là tuyệt vời ha. Bây giờ thì chắc là em sẽ mở cái khoang động cơ ra cho quý anh chị cùng xem nha. Đây, ốc chưa tháo mở nè, keo chỉ là còn nguyên nguyên bản, lỗ hấp thụ xung lực rất là đẹp luôn. Đinh tán đinh bấm này nọ quá là ok luôn cả nhà mình ha. Và ở đây anh chị có thể thấy nè, khung sườn này ha, không có bị đâm va, cũng như là khóa nắp capo không reset nè. Con này thì bên em Việt đã kiểm tra tình trạng đâm đụng ngập nước cũng như là động cơ hộp số cho quý anh chị rồi, cho nên là anh chị cứ việc yên tâm nha. Coi xe trên clip của em thì tỷ lệ nó gần như là 85% rồi cả nhà đó. Và ốc ác này nọ là còn nguyên bản nha anh chị ha. Xe này thì bên em cũng đã kiểm tra động cơ hộp số có rò rỉ nhớt hay xì dầu cho quý anh chị không, và tất nhiên là không nha cả nhà đó. Thì xe này thì hiện tại bên em đang có hỗ trợ vay ngân hàng, có bao rút hồ sơ gốc. Và nếu như anh chị nào đang quan tâm tới chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466939 nha. Với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn, chỉ có hơn 700 thôi, cụ thể là 755 triệu cho một chiếc xe như thế này. Và nếu như anh chị đang tìm một cái con xe bán tải như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số 0923466939 nha. Xe này thì bên em vẫn có hỗ trợ vay ngân hàng, đó, bảo hành đầy đủ cho quý anh chị cũng như là bao quay đầu xe. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Và trong kênh của em còn rất là nhiều cái dòng xe khác cho anh chị tham khảo. Anh chị có thể vào xem các cái dòng xe khác và cũng như là ủng hộ cho em một like, một share và một đăng ký kênh nha. Bởi vì cái đó là niềm vui và niềm động lực của em để em ra video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.